Hai, xin chào các bác. Đây các bạn, đây là một bộ điều hòa 12.000 các bạn, của hiệu Latiola. Các bác nhìn nó ghê gớm không? Gì đều máy 12.000, điện áp thì vẫn là 100V thôi. Sử dụng phòng 15m2. Thì đây, chính gốc là một con điều hòa Nhật các bác nhé. Đấy, bác thấy chưa? Em sẽ view cho các bác từ hình thức về cái mặt lạnh của nó. Mặt lạnh nó đây, thì các bác không phải nghĩ đâu. Mặt lạnh em đã sơn vẹn lại, dán tem trang trí cho đẹp lại, tất cả đều zin hết. Cục nóng ở đây có nhá. Đấy, cục nóng ở đây này, đó là máy 12.000. Ống đồng ở đây, tất cả nội thất bên trong nó đây. Nói chung là con máy Latiola cực kỳ rẻ, chạy thì rất là êm nhá. Chạy thì rất thì là êm, mà thì nó lại rất là rẻ. Đồng thì nó chung là rất là nhiều ống đồng nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cái ống đồng, 20 cái ống đồng mới sở hữu cái đàn đồng bên trong nó đây. Đây này, đàn đồng bên trong nó đây các bác nhìn. Đấy, rất là đẹp luôn, chỉ là bấn thôi nhá các bác nhá. Em vào em thấy thợ nó làm một con Nati, nó đẹp mà nó lại rẻ cơ. Thật các bác thế, trông như vậy thôi nhưng con Nati này giá thì rất là hợp lý thôi các bạn. Đấy, nó là hàng thông thường, nó chỉ là inverter tiết kiệm điện hai chiều nóng lạnh nhá. Đây, thông chữ thuật mà nóng mà lạnh nó đây. Đây này, đấy, lạnh đây, 288 TB2, thì điện áp nó vẫn là điện áp 100V 770W đó nhá. Nặng của nó là 7,5 cân. Đấy, hàng thông thường thôi, nó là hàng inverter tiết kiệm điện hai chiều nóng lạnh hút ẩm thôi các bác nhá. Đấy, nóng lạnh hút ẩm thôi. Đấy, thông số kỹ thuật của cục nóng này 288 TB. Đó, điện áp thì vẫn là 100V rồi. Tổng khối lượng ở ngoài trời nó nặng 28 cân cơ. Đấy, gà 410, 9,6 nặng gà 410. Đồng nó đây này, đồng thì nó thật các bác này, vàng chóe. Đấy, đồng vàng chóe luôn. Đấy, đồng rất là vàng các bác nhá. Đồng rất là vàng đây. Ok chưa? Đó, thì một cái con Nati hiệu Latiola máy 12.000. đấy, chất lượng thì nó như thế này, nòng mềm như thế này rồi, mà giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Giá chỉ có giá 5,2 triệu. 5,2 triệu thì các bác đã con máy 12.000, sử dụng điện 100V, dàn đồng hai lớp. Đấy, chạy cực kỳ trâu bò, chất lượng thì rất ổn luôn. Máy 12 sử dụng trong phòng 12m2 đổ về các bạn, 12m2 đổ về. Đấy, thì nó là cái máy 12.000, 12m2 đổ về, điện áp 100V, thì giá nó chỉ có hơn 5 triệu một tí thôi. Nhưng các bác đã có điều khiển đây, giá treo mặt lạnh này. Đấy, điều khiển này, giá treo mặt lạnh này, với tặng thêm cho bác 3m dây điện. Đó là con máy 12.000 hiệu Lati. Đây, nhìn nó khá là cồng kềnh, nhìn nó to các bạn, nhìn nó to. Đồng điếc của nó thì thôi rồi, để em view xa xa đó xem. Trông vậy cái máy 12.000 nó cũng khá là to lớn đó, bác thấy chưa? Bác nhìn ảnh nội thất bên trong nó chưa? Đấy, bên ngoài thì hoang sơ nhưng bên trong nội thất thật là bất ngờ các bạn. Đấy, nội thất nó vàng, đồng điếc của nó rất là sáng luôn. Đó là máy 12.000 các bạn nhá. Đấy, như con máy 12.000 em phân phối tất cả cho bác với giá chỉ có 5,2 triệu. Các bác đã có điều khiển này, giá treo mặt lạnh này. Các bác đã có tặng thêm được cho bác 3m dây để đỡ chi phí lắp đặt luôn các bác nhá. Bảo hành luôn cho bác 1 tháng luôn. Riêng con máy 12.000 này, các bác chạy nó nắp điện ok, hút chân không cận kẽ, hút chân không cận kẽ các bác ạ. Ống đồng các bác lên 5 đồng 7.1, thì nói chung con này thì sẽ đánh chả chết, em nói thật, sẽ đánh không chết. Máy 12.000 nói chung nhìn khá là gớm luôn các bác nhá. Đây, đấy, bạn thấy chưa, gớm đây, rất là đẹp luôn, hình thức rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, các bác nào cần inbox cho em các bác nhá. Đấy, ok, cảm ơn tất cả các bác nhá.